Trước đó, vào chiều nay, các tỉnh thành phố của Việt Nam đã có cuộc họp vùng cùng ban thư ký của tổ chức TPO. Đại diện Long An có Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nguyễn Thành Thanh tham dự. Theo đó, các thành viên gồm Long An, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ nhiều ý kiến đóng góp xây dựng cho tổ chức TPO, cũng như những định hướng phát triển xúc tiến du lịch, nhất là vừa gợi ý một số chủ đề tiếp theo cho các sự kiện quảng bá kết nối của tổ chức TPO trong thời gian tới như việc phát triển du lịch gắn giới, quảng bá văn hóa du lịch vùng miền du lịch nông thôn riêng tỉnh long an đánh giá rất cao các hoạt động của đại hội đồng lần này đặc biệt là việc lựa chọn thành phố jeonju để đăng cai do là thành phố văn hóa ẩm thực nên đây sẽ là cơ hội lớn để long an có thể nghiên cứu học tập cho việc triển khai mô hình du lịch phố đi bộ trên bến dưới thuyền tại thành phố tân an ghi nhận ý kiến của các thành viên. Đại diện TBO rất quan nghênh tinh thần hợp tác và đóng góp xây dựng tổ chức TBO ngày càng lớn mạnh, đặc biệt đánh giá cao về Long An sẵn sàng cho cuộc đăng cai cuộc họp vào năm 2026. Qua đây đại diện TBO cũng mong muốn các thành viên nghiên cứu ủng hộ việc thay đổi tên gọi của tổ chức mở rộng theo hướng toàn cầu hóa để tạo sự đa dạng phong phú nhằm kết nạp thêm các thành viên đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Ngoài ra, thông qua sự kiện lần này, TBO cũng mong muốn các thành viên ủng hộ tổ chức và thành phố Busan được chọn là chủ nhà đăng cai hội trợ triển lãm thế giới 2023, gọi tắt là World Expo vào 7 năm tới.